Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua 8 tháng của năm 2023 với sự phục hồi của VN Index. Năm ngoái thì VN Index chốt năm đã giảm tới gần 33%, xuống sát ngưỡng 1.000 điểm và con số này thấp hơn cả những cái kịch bản xấu nhất từng được giới chuyên gia dự báo trước đó. Ờ, tuy nhiên thì bước sang năm nay, mức độ quan tâm của nhà đầu tư về thị trường đã bắt đầu trở lại, nhất là với những cái tháng gần đây cùng với cái đà tăng của thị trường chung. À, thì đến hiện tại thì VN Index đã tăng hơn 20% Và những cái quy mô giao dịch, số tài khoản mở mới, thanh khoản đều được cải thiện rõ nét Vậy những cái biến số nào đã giúp thị trường chứng khoán lội ngược dòng như hiện tại Và thị trường chứng khoán tại nhiều quốc gia thì đã có sự phục hồi mạnh mẽ Liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có khởi sắc theo cái nhóm thị trường này hay không à, Đến với số chat từ đây hôm nay là anh Đặng Trần Phục hiện tại là chủ tịch của AZFIN thì anh phục sẽ đưa ra góc nhìn về cái triển vọng của thị trường chứng khoán trong những cái tháng cuối năm nay uh, xin chào anh ạ xin chào thảo xin chào quý vị khán giả thì đa giảm của thị trường đã diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố hai cái vụ án thao túng chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và ông Đỗ Thành Nhân. thì năm nay khi mà những cái thông tin xấu đã bắt đầu ít đi thì liệu có phải đấy là lý do khiến cho niềm tin của các cái nhà đầu tư quay trở lại và thị trường phục hồi như hiện tại hay không? Đúng như Thảo chia sẻ thì năm ngoái Việt Nam đã gặp rất nhiều các cái biến cố thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là về các cái yếu tố là khởi tố các cái nhân vật làm giá trên thị trường chứng khoán thứ hai là cái thị trường bất động sản của chúng ta cũng đã gặp vô vàn những cái khó khăn ách tắc không thể giải quyết được rồi là cái vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp cũng không thể phát hành được à, bên cạnh đó là những cái yếu tố trên thế giới như là chiến tranh giữa nga và ukraine đã tác động rất nhiều đến nền kinh tế toàn cầu khiến cho lạm phát ở trên toàn cầu tăng cao thậm chí lạm phát ở anh ở mỹ đã lên tới mức 10% một năm Điều đó đã tác động tổng hợp khiến cho VN Index giảm mạnh hơn tất cả những gì dự báo của giới chuyên gia. Thì khi đến 2023, những cái yếu tố đó cơ bản được giải quyết thì thị trường chứng khoán đã lấy lại được niềm tin của nhà đầu tư và chúng ta có thể thấy số lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản đã tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó là thanh khoản của thị trường chứng khoán cũng tăng lên khá mạnh và với cái thanh khoản hiện nay khoảng độ hơn 1 tỷ đô la một phiên thì đã trở lại một cái mức khá tốt trong lịch sử. Gần đây thì có một cái thông tin liên quan đến lãi suất ạ. Thì lãi suất đang hạ nhiệt rất là mạnh so với cách đây khoảng nửa năm ấy. Thì cái việc lãi suất hạ như thế có phải là nguyên nhân khiến dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán Với thị trường chứng khoán Việt Nam thì có 3 yếu tố tác động rất mạnh đến thị trường. Yếu tố đầu tiên đó là tăng trưởng GDP trong tương lai như thế nào. Yếu tố thứ hai là vấn đề liên quan đến dự trữ ngoại hối và tỷ giá Việt Nam đồng so với USD có tốt hay không. Và yếu tố thứ ba cũng là yếu tố gọi là quyết định mạnh nhất đến thị trường chứng khoán, đó chính là lạm phát và lãi suất. Chính cái việc lãi suất của chúng ta đã có dấu hiệu đảo chiều từ quý 1 năm 2023 đã khiến cho cái dòng tiền vào nền kinh tế của chúng ta được kỳ vọng là sẽ tăng mạnh hơn vào nửa cuối năm 2023. Khi mà dòng tiền vào nền kinh tế mạnh hơn thì sẽ có một phần vào với thị trường chứng khoán. Từ đó giúp cho thị trường chứng khoán thu hút được thêm nhiều dòng tiền và có giao dịch sôi động hơn cũng như là cái điểm số cũng sẽ tích cực hơn. Cảm ơn chuyên gia thì nếu mà lãi suất cứ tiếp tục hạ cho đến cuối năm thậm chí là sang năm sau ấy, thì dòng tiền vào thị trường sẽ lại càng lớn đúng không? Ờ, nếu mà lãi suất cứ tiếp tục giảm thì rõ ràng rằng là cái kênh gửi tiết kiệm thì bớt hấp dẫn hơn. từ đó cái dòng tiền nó sẽ chảy sang các cái kênh tài sản khác, trong đó có chứng khoán và bất động sản. bên cạnh đó khi lãi suất thấp hơn thì các doanh nghiệp rõ ràng là họ sẽ chịu ít cái chi phí tài chính hơn và họ sẵn sàng đầu tư mở rộng kinh doanh mạnh hơn, từ đó có kết quả kinh doanh tốt hơn. do đó là về mặt uh, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng tốt hơn, dòng tiền vào thị trường cũng nhiều hơn từ đó khiến cho thị trường chứng khoán có thể tăng trưởng một cách bền vững và mạnh hơn. Năm ngoái thì như mình đã nói lúc đầu thì chứng khoán giảm rất là sâu và khiến nhiều nhà đầu tư kiểu bị ngại vào thị trường. ấy Thế nên là người ta đã không kịp vào cái đợt mà thị trường phục hồi và nhiều người đang bày tỏ là họ đang tiếc hối hụi. Thì theo chuyên gia thì nếu mà bây giờ vào thì đã có muộn không? Nếu mà vào sớm nhất tốt nhất thì vào giai đoạn đầu năm 2023 thì lúc đó mọi thứ nó bắt đầu xấu nhất đã qua và cũng chớm có những cái dấu hiệu trở lại. Tuy nhiên đến giữa năm 2023, cụ thể là đến tháng 7 tháng 8 2023, nếu nhà đầu tư chưa tham gia thì tôi nghĩ rằng vẫn còn cơ hội cho họ. Tuy vậy thì cơ hội nó cũng đã giảm bớt cái sự hấp dẫn, nhưng mà đồng thời thì nó lại an toàn hơn do các cái yếu tố kinh tế vĩ mô đã rõ ràng hơn, lãi suất đã giảm thấp hơn, đầu tư công mạnh hơn, FDI vào chúng ta cũng tốt hơn. Chính vì thế cho nên cái giai đoạn vào quý 3 năm 2023 này tôi cho rằng vẫn là một cơ hội tốt để nhà đầu tư có thể tham gia thị trường chứng khoán, định hướng đến cuối 2023 cũng như 2024 có thể gặt hái thành quả. Nhưng mà hiện tại thì trước nhiều cái yếu tố bất định ấy, thì có ý kiến cho rằng là thị trường lúc này sẽ phù hợp với ngắn hạn chứ còn chưa phù hợp để đầu tư dài hạn ấy thì quan điểm của chuyên gia như thế nào? Thực ra đối với thị trường chứng khoán thì luôn tồn tại những cái cơ hội ngắn hạn cũng như những cái cơ hội dài hạn thì tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi nhà đầu tư hay sở trường của mỗi nhà đầu tư mà họ có thể chọn lựa những cái cổ phiếu ngắn hạn hay là dài hạn. Do đó nó phù hợp với cả hai cái trường phái cái phương pháp đó. Đợt vừa rồi đã có rất là nhiều thông tin xoay quanh cái kết quả kinh doanh quý 2 ấy. thì bây giờ thị trường đang bước vào cái vùng gọi là rất là ít thông tin. Thì với cái Thị trường ít thông tin như hiện nay thì mình nên cơ cấu danh mục như nào? Mình dựa vào đâu để mình cơ cấu cái danh mục khi mà không có nhiều thông tin? À, thực sự cái kết quả kinh doanh quý 2 đã công bố chủ yếu vào cuối tháng 7 cũng như đầu tháng 8 năm 2023 này. Sau đó thì uh, sẽ là vào một cái vùng gọi là chống thông tin khi không có nhiều các cái thông tin hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì chính đây là một cái giai đoạn rất tốt cho nhà đầu tư review lại cái danh mục của mình dựa trên cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 để lựa chọn ra những cái doanh nghiệp nào có triển vọng tăng trưởng tốt trong cuối năm 2023 cũng như 2024 để đưa vào danh mục đầu tư. Bên cạnh đó những cái cổ phiếu nào thể hiện là mất thị phần chẳng hạn, kết quả kinh doanh kỳ vọng trong tương lai sẽ kém thì chúng ta có thể loại bỏ ra khỏi danh mục đầu tư và chính cái giai đoạn này là một cái giai đoạn cơ cấu tốt nhất như thế. À, đợt vừa rồi thì chứng kiến rất là nhiều đợt sóng chứng khoán, ấy. ví dụ như là cổ phiếu lúa gạo chẳng hạn trước cái thông tin là giá gạo tăng thì cổ phiếu lúa gạo nổi sóng hay là gần đây thì những cái thông tin tích cực về Vingroup chẳng hạn đã khiến cho cổ phiếu của cái nhóm doanh nghiệp này cũng tăng mạnh thì chuyên gia có quan điểm như thế nào về cái câu chuyện là đầu tư theo sóng chứng khoán? Thực sự đầu tư theo sóng thì nếu mà nhà đầu tư nắm bắt được các cái thông tin cũng như là cái tâm lý thị trường thì có thể mang lại cái lợi nhuận rất cao tuy nhiên thì nó cũng hàm chứa những cái rủi ro rất lớn thì chúng ta có thể thấy những cái cổ phiếu lúa gạo chẳng hạn trong một giai đoạn ngắn tăng rất mạnh tuy nhiên sau đó thì nó lại giảm rất sâu chính vì thế cho nên đây là những cái cơ hội lợi nhuận cao rủi ro cao và tôi cho rằng nó chỉ phù hợp với những cái chết đơ bám bảng và những người rất là hiểu về tâm lý thị trường nhà đầu tư và nó không thể phù hợp với chung tất cả các cái nhà đầu tư cá nhân mà chúng ta thấy rằng đa phần các nhà đầu tư cá nhân là những người làm các công việc khác và họ có rất ít thời gian cho thị trường chứng khoán, bởi vậy tôi cho rằng là đối với đa phần nhà đầu tư thì nên tập trung vào những cái cổ phiếu mang tính chất bền vững cao để nắm giữ lâu dài, từ đó hưởng lợi nhờ cái sự phát triển của doanh nghiệp. Nhưng mà như thế nào là một cổ phiếu bền vững và làm thế nào để một cái nhà đầu tư cá nhân xác định được đấy là cổ phiếu bền vững? Các cái cổ phiếu bền vững thường có những cái đặc điểm sau. Thứ nhất, đây là những cái doanh nghiệp đầu ngành có cái vị thế lớn từ đó thì chính những cái doanh nghiệp đầu ngành thì cơ hội đến với họ nhiều và họ có hệ thống quản trị rủi ro do, do tốt, rồi có cái hệ thống vận hành kinh doanh rất tốt. Chính vì thế cho nên họ chống chọi tốt với những cái giai đoạn thị trường khó khăn, từ đó có được cái kết quả kinh doanh ổn định hơn so với những cái doanh nghiệp khác. Thứ hai, đó là chúng ta có thể xem xét qua cái báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để đánh giá. Đó là hãy xem xét báo cáo tài chính khoảng 3 đến 5 năm, thậm chí 7 năm. Xem cái tình hình doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp ý nó có bền vững hay không. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải xem là cái ngành nghề của các cái doanh nghiệp này là những cái ngành nghề nào. Nếu mà nó thuộc các cái ngành nghề ví dụ như là các cái ngành điện nước chẳng hạn hay là các cái ngành về hàng hóa tiêu dùng, các ngành về bán lẻ thì nó có cái sự bền vững hơn và chúng ta nên lựa chọn một trong các cái ngành đó để tham gia đầu tư. Hiện tại thì VN Index đã tăng khoảng hơn 20% rồi. Thì liệu có cái cơ may nào để VN Index quay trở lại cái mức đỉnh 1.500 điểm không? Ờ, cái câu chuyện của thị trường chứng khoán chúng ta có thể thấy từ đầu năm 2023 là tăng trưởng top đầu thế giới với khoảng độ 24% so với ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Thì nguyên nhân thì có rất là nhiều yếu tố. Để chúng ta xác định được là nó có tăng tiếp hay không thì phải dựa vào cái nền tảng kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như nền tảng định giá của thị trường chứng khoán. Thì cái việc tăng mạnh này thì rất dễ hiểu do là năm 2022 như Thảo đã chia sẻ thì VN Index giảm tới 33% từ mức hơn 1.500 điểm xuống còn 1.000 điểm thì khi mà theo hiệu ứng là giảm quá sâu thì nó sẽ bật lại là mạnh một chút thì đấy là một cái điều hết sức bình thường tuy nhiên để xác định được thị trường chứng khoán sau đó có thể tăng trưởng bền vững hay không thì hoàn toàn dựa vào cái triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp thì theo AZFIN Việt Nam đánh giá thì về cơ bản là các doanh nghiệp Việt Nam đã tạo đáy kết quả kinh doanh vào quý 2 năm 2023 và bắt đầu dần hồi phục vào quý 3 năm 2023 và có thể tăng trưởng mạnh trở lại vào quý 4 năm 2023. Từ đó có thể thấy rằng định giá PE forward cho năm 2023 của thị trường chứng khoán đâu đó khoảng độ 14,5 lần thì mức định giá này thấp hơn so với trung bình khoảng 16,5 lần tức là vẫn hấp dẫn. Ngoài ra thì định giá theo phương pháp PB trên thị trường chứng khoán thì hiện nay ở mức khoảng độ 1,8 lần. Nếu mà định giá forward cho hết năm 2023 thì nó khoảng độ 1,7 lần. Thì từ đó có thể thấy rằng là thị trường chứng khoán vẫn hấp dẫn so với mức trung bình PB khoảng 2,1 đến 2,2 lần. Do đó thì tôi đánh giá rằng là thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể trở lại mốc 1.500 điểm. Tuy nhiên nó cũng không thể trở lại một cách nhanh chóng ngay lập tức trong năm 2023 bởi lẽ là kinh tế của chúng ta bây giờ mới bước qua cái vùng đáy và cái việc trở lại thì cũng rất là chậm chứ không thể nhanh được bởi lẽ kinh tế thế giới hiện nay vẫn đang ở cái vùng lãi suất cao và vẫn đang ở vùng thắt chặt tiền tệ do đó là có thể kỳ vọng vn index đạt mức 1.500 điểm vào năm 2024 nếu mà không có những cái biến cố thiên nga đen bất ngờ như năm 2022. Chuyên gia cũng là một người đã tham gia thị trường rất là lâu rồi. Thì có thể uh, chia sẻ với độc giả dân trí cái năm vừa rồi thì chuyên gia đã trình chiến như thế nào ở trên thị trường chứng khoán. À, thực sự là tôi đã tham gia tới uh, 16 năm trên thị trường chứng khoán và cũng trải qua khoảng độ uh, 6 lần lên xuống rất mạnh của thị trường chứng khoán. Thì uh, chúng tôi nhận thấy rằng cái năm 2022 ấy là một năm khốc liệt nhất từ trước đến nay. Cho dù về điểm số thì không giảm mạnh bằng giai đoạn năm 2007 08. Tuy nhiên, về mặt số lượng khối lượng thì nó lớn hơn rất nhiều, do đó cái tính chất khốc liệt thì mạnh mẽ hơn rất nhiều và có thể thấy là nhiều quỹ lớn thậm chí âm đến 40% tài sản thì bản thân chúng tôi đầu tư AZFIN thì cũng bị thua lỗ trong cái giai đoạn đó. Tuy nhiên là cũng khá may mắn là cái mức độ thua lỗ là thấp hơn so với mức giảm của VN Index. Từ đó thì vẫn còn một cái nền tảng tốt để cho 2023 phục hồi. Okay. À, chuyên gia có thể chia sẻ về những cái lần đầu tư mà chuyên gia nhớ nhất trong cái chặng đường đầu tư chứng khoán không? À, đó là có thể kể đến đó là vào năm 2014 thì giai đoạn đó thì tuy tôi cũng tham gia thị trường được khá lâu rồi nhưng mà vẫn còn khá là à, gọi là cái lòng tham vẫn ngự trị là <laughs> chủ yếu. Bởi vậy nên đã sử dụng margin rất cao. Tức là margin ở đây tức là sử dụng cái nợ vay để đầu tư. Ấy. Thì do đó này, giai đoạn đó thì chúng tôi cũng đã uh, margin vào cái cổ phiếu PVD. Và thực sự chỉ sau vòng trong vòng có một tuần mà tôi cháy tài khoản. Thì cái thuật ngữ cháy tài khoản đối với dân đầu tư tức là uh, tài sản bị mất về còn không ạ. Đó. đó thì đấy là một cái ấn tượng uh, không thể quên đối với tôi. Sau đó thì chúng tôi đã rút ra được cái kinh nghiệm. Đó là thứ nhất là không nên dùng margin trên thị trường chứng khoán. Bởi khi dùng nợ vay chúng ta sẽ gặp rất nhiều các áp lực và chúng ta dễ quyết định sai. Và thông thường khi chúng ta vay như thế đã rủi ro rồi thì chúng ta lại đua vào những cái cổ phiếu rất rủi ro nữa. Bởi vậy nếu cái khả năng mất vốn nó sẽ rất lớn. Yếu tố thứ hai là nếu chúng ta mạo hiểm quá. Thì rõ ràng như theo nguyên tắc nếu mà tài sản giảm 50% để lấy lại được cái tài sản đó thì chúng ta phải tăng 100%. Đúng không ạ? Hay là ví dụ tài sản mà mất 90%, tức là 100 triệu còn có 10 triệu. Nếu muốn lấy lại được 100 triệu thì chúng ta phải gấp 10 lần cơ thì cái điều đó là vô cùng rủi ro bởi vậy cho nên là chúng ta hãy tránh xa những cái cổ phiếu có tính chất đầu cơ cao và yếu tố thứ ba là chúng ta không nên tập trung vào một mã cổ phiếu bởi vì nếu chúng ta giỏi đến mấy thì cũng có lần chúng ta chọn sai mà nếu chọn sai mà chúng ta chọn chỉ một cổ phiếu thôi thì chúng ta sẽ gặp rủi ro rất lớn thậm chí là thua nỗ nặng chính vì thế cho nên là Tôi khuyên nhà đầu tư là nên phân bổ danh mục ra tối thiểu khoảng 5 mã cổ phiếu và trong 5 mã cổ phiếu thì tối thiểu phải là 3 ngành nghề khác nhau. Từ đó sẽ giảm thiểu rủi ro đối với các cái cổ phiếu riêng lẻ trong danh mục của mình. Ngoài ra thì nhà đầu tư chỉ nên phân bổ một phần tiền của mình vào kênh chứng khoán thôi. Bên cạnh đó cần phải có các kênh khác ví dụ như là vàng, bất động sản hay gửi tiết kiệm một chút để từ đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta nếu tài khoản chúng ta có bị thua lỗ năm trở lại đây thì thị trường đón rất là nhiều nhà đầu tư trẻ Gen Z chẳng hạn nhưng mà lượng nhà đầu tư này được dự kiến sẽ đóng góp rất là lớn cho thị trường nhưng mà đây lại là những cái nhà đầu tư có ít kinh nghiệm nhất trên thị trường thì chuyên gia có lời khuyên gì với những cái bạn Gen Z chơi chứng khoán? Vâng thì các bạn Gen Z rõ ràng là những người rất là thông minh, rất là giỏi nếu như trước đây các cái thế hệ 7x, 8x phải tích lũy rất là nhiều năm thì mới có một cái khoản tiền Tuy nhiên các bạn Gen Z bây giờ có thể vừa mới ra trường 1-2 năm các bạn cũng đã tích lũy được vài trăm triệu rồi. Rồi nhiều bạn khởi nghiệp rất là thành công. Bởi vậy cho nên là dòng tiền của các bạn ấy vào thị trường cũng khá là nhiều. Hơn nữa thì hiện nay công nghệ phát triển thì uh, vấn đề đầu tư đã được gọi là lan tỏa rất là mạnh mẽ đến rất là nhiều các cái bạn Gen Z. Uh, tuy nhiên thì cũng như Thảo vừa chia sẻ, cái điểm yếu của các bạn Gen Z đó là kinh nghiệm thì bất kỳ một nhà đầu tư nào mới tham gia thị trường cũng vậy thôi thì tôi có lời khuyên đối với các bạn như sau để chúng ta có thể tránh gặp những cái vết xe đổ mà có thể mất hết toàn bộ những cái lượng tiền tích lũy của mình đó là thứ nhất thì các bạn tham gia thị trường thì chỉ nên tham gia một chút thôi tôi gợi ý có thể tham gia 10 triệu 20 triệu thôi và các bạn ấy hãy tham gia với cái số tiền đó trong vòng 1 đến 3 năm để các bạn ấy trải qua cả các cái giai đoạn lên xuống của thị trường chứng khoán. Thông thường thì thị trường chứng khoán có khoảng 2 năm lại có một đợt lên mạnh và một đợt xuống rất mạnh. Bởi vậy các bạn nên trải nghiệm khoảng độ 1 đến 3 năm đã. Sau đó thì các bạn ấy đúc rút ra được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Từ đó thì mới nên bỏ thêm vốn vào cái kênh đầu tư cổ phiếu thì nó sẽ bớt rủi ro hơn. Cái yếu tố thứ hai là cái việc đầu tư cổ phiếu cần phải sắp xếp nó là một cái phần của việc quản lý gia sản quản lý tài chính cá nhân để làm sao một cái bức tranh tài chính của các bạn ấy nó luôn cân bằng và hài hòa lợi ích chứ thay vì là nhiều bạn tôi thấy rằng thậm chí có một đồng lại còn đi vay thêm hai ba đồng bỏ tất vào chứng khoán thì khi mà rủi ro xảy ra thì các bạn ấy không biết đường nào mà lần thậm chí có một số điều đáng tiếc xảy ra ví dụ có những cái bạn đã phải tự tử, tử chẳng hạn thì rất là rủi ro thế do đó là các bạn ấy cần phải xây một cái tháp tài chính một cách vững chắc đầu tiên là các bạn ấy hãy là tập trung vào nâng cao năng lực kiến thức trình độ của bản thân để các bạn ấy có được cái thu nhập cao và bền vững đã sau đó thì các bạn ấy nên phân bổ cái khoản tiền tiết kiệm được của mình ra nhiều kênh khác nhau ví dụ nên phân bổ vàng một chút gửi tiết kiệm một chút và đầu tư cổ phiếu một chút sau này khi cái lượng tiền có quy mô lớn hơn thì các bạn ấy nên phân bổ ra một cái bất động sản nhà ở chẳng hạn hay là một cái mảnh đất để các bạn ấy đầu tư và một phần vào cổ phiếu và một phần vào các cái tài sản như là vàng như gửi tiết kiệm thì từ đó các bạn ấy sẽ đầu tư một cách rất là bền vững và có thể thành công một cách lâu dài hơn là so với việc là các bạn ấy ăn thua với thị trường chứng khoán trong nhiều lần nói chuyện với chuyên gia trước đây thì tôi có được nghe đến cái khái niệm tích sản ấy thì hiểu được một cách nôm na thôi. Đấy là cái câu chuyện đầu tư cổ phiếu một cách dài hạn ấy. Thì theo chuyên gia dài hạn thì nó thường là bao lâu? Và chẳng hạn như cái giai đoạn năm ngoái khi mà thị trường mất đến 33% chẳng hạn thì cái câu chuyện tích sản đấy nó đâu còn đúng và đâu còn đem lại cho mình một cái lợi nhuận tốt đúng không? Vâng, thì về cơ bản cái thuật ngữ tích sản hiện nay rất là phổ biến. Tuy nhiên thì cách đây 3 4 năm thì chưa ai biết đến thì vào năm 2019 2020 AZFIN Việt Nam là nơi đưa ra cái khái niệm tích sản và cái phương pháp tích sản thì tôi cũng chia sẻ thì cũng chỉ có ở AZFIN Việt Nam mới có một cái phương pháp tích sản chuẩn thôi còn đa phần người ta nói đến tích sản là người ta nói gọi là theo phong trào và theo mốt thôi chứ thực sự thì cũng không phải là tích sản thì cái việc tích sản cổ phiếu ấy chúng ta hiểu đơn giản là như này đây là một cái phương pháp đầu tư giá trị tức là lựa chọn những cái cổ phiếu tốt bền vững để chúng ta đầu tư lâu dài và đầu tư giá trị ở đây nghĩa là khi nào giá cổ phiếu rẻ thì chúng ta nhặt nhạnh chúng ta tích lũy hàng tháng hàng tháng đều đặn như vậy cũng giống như cha ông chúng ta ngày xưa khi kiếm được tiền thì mỗi tháng mua một chỉ vàng chẳng hạn cất đi thì đến một cái giai đoạn nào đó khi mà giá vàng hay giá cổ phiếu mà tăng lên rất cao chẳng hạn thì lúc đó chúng ta bỏ ra chốt lời và chúng ta sẽ thu được một cái khoản lợi nhuận khá lớn và cái thị tích sản cổ phiếu thực ra lại rất là phù hợp đối với những cái giai đoạn thị trường suy giảm mạnh. Bởi vì khi đó thì cùng một số tiền chúng ta có thể mua được cái lượng cổ phiếu gấp nhiều lần. Tôi lấy ví dụ trước đây cổ phiếu ACB chẳng hạn hay cổ phiếu FPT chẳng hạn. À, nếu giá 100.000 đồng, giá hợp lý nếu khoảng độ 100 chẳng hạn. Thì nếu giá 100.000 đồng chúng ta bỏ ra 100 triệu một tháng thì mua được 1.000 cổ phiếu thôi. Tuy nhiên do thị trường chứng khoán gặp những cái điều kiện khó khăn mà khiến cho giá cổ phiếu của FPT giảm xuống khoảng 50.000 đồng một cổ phiếu chẳng hạn Thế thì như vậy chúng ta có thể thấy cùng 100 triệu chúng ta mua được 2.000 cổ phiếu Nếu nhìn góc độ nhà đầu tư giá trị thì chúng ta có thể thấy rằng lượng cổ tức chúng ta thu được từ cổ phiếu FPT cao gấp đôi so với giai đoạn thị trường tốt hay ngược lại khi thị trường tăng mà giá cổ phiếu FPT 100 lại tăng lên 150.000 Thế thì 100 triệu thì chúng ta chỉ mua được hơn 600 cổ thôi Thì rõ ràng sẽ thiệt hơn Chính vì thế cho nên là những giai đoạn thị trường xuống như năm 2022 Lại là một giai đoạn tích lũy tài sản giá rẻ rất tốt Để cho đến 2023, 2024 hoặc 2025 Khi mà thị trường chứng khoán bị đẩy lên quá cao chẳng hạn Thì lúc đó là một cơ hội chốt lời rất tốt từ đó chúng ta có được cái lợi nhuận cao hơn so với trung bình của thị trường rất nhiều. Thì đó chính là cái nội dung chính xác của cái phương pháp tích sản cổ phiếu đấy. Theo chuyên gia thì có một cái dấu hiệu nào để nhận biết khi mà thị trường suy yếu để mà mình tránh không? Được có cái dấu hiệu nào không? Vâng, về cơ bản là khi tham gia thị trường chứng khoán thì chúng ta uh, thấy rằng là thị trường biến động rất là mạnh. Thế do đó là chúng ta có thể nhận diện được các cái cơ hội hay là rủi ro một cách tương đối. Thì đối với nhà đầu tư giá trị thì họ rất là quan tâm ở những cái giai đoạn nào mà thị trường chứng khoán định giá hấp dẫn thì họ sẽ tham gia mua rất nhiều. Ngược lại đối với những giai đoạn mà rủi ro cao thì người ta sẽ tránh hoặc là giảm bớt tỷ trọng tham gia cổ phiếu. Thì tôi xin đưa ra các cái dấu hiệu để chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán đã vào rủi ro chưa thì nhà đầu tư cần phải áp dụng những cái đó vào thị trường chứng khoán và từ đó để xác định được rằng là có nên đầu tư hay không hay là nên giảm tỷ trọng hay tăng tỷ trọng thì uh, những cái yếu tố hội tụ lên một cái thị trường chứng khoán rủi ro dựa trên như sau thứ nhất đó là định giá của thị trường chứng khoán cao thì như chúng ta đã biết cái gì định giá cao rồi thì khả năng điều chỉnh giảm nó sẽ rất lớn thì cái thước đo ở đây thì nhà đầu tư cá nhân có thể rất dễ dàng tìm kiếm được đó là cái chỉ số P trên B trung bình của thị trường chứng khoán Việt Nam thì với hơn 10 năm qua thì PB trung bình khoảng 2.2 lần thế do đó khi nào mà PB của thị trường chứng khoán mà 2.5 lần tức là cao hơn khoảng 10 đến 20% so với trung bình thì lúc đó là một lúc tương đối rủi ro và nhà đầu tư không nên tham gia vào thị trường chứng khoán nhiều ở giai đoạn đó cái yếu tố thứ hai để xác định cái thị trường chứng khoán có rủi ro hay không đó là cái yếu tố lãi suất khi mà lãi suất tăng lên chẳng hạn thì cái kênh gửi tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn so với kênh đầu tư cổ phiếu hay là lãi suất tăng lên thì sẽ khiến cho cái chi phí tài chính của các doanh nghiệp tăng lên từ đó lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm thì thị trường cổ phiếu cũng kém hấp dẫn rồi khi lãi suất tăng lên thì toàn bộ nền kinh tế của chúng ta về cơ bản là người ta sẽ co hẹp sản xuất hoặc người ta sẽ thiên về đầu cơ hơn từ đó cũng khiến cho cái kết quả kinh doanh giảm xuống ngoài ra thì chúng ta có thể thấy nếu mà lãi suất tăng lên như thế thì chúng ta hãy lựa chọn cái việc là nên chuyển dịch gửi ngân hàng thay vì đầu tư cổ phiếu và cái yếu tố thứ ba chúng ta có thể xác định cái vùng rủi ro của thị trường chứng khoán không đó là khi đó cái số lượng nhà đầu tư tham gia mới trên thị trường chứng khoán có liên tục lập kỷ lục không bởi vì chúng ta đã biết là thành quả thì thường không đến nhiều về đám đông đó thì khi đám đông tham gia quá nhiều về thị trường chứng khoán thanh khoản thị trường chứng khoán quá cao thì từ đó chúng ta có thể thấy là rủi ro đã lớn rồi và cũng nên rút và cái yếu tố thứ tư để xác định thị trường chứng khoán có rủi ro hay không đó là nhà đầu tư cần phải xem rằng ở trên thị trường chứng khoán các cái doanh nghiệp có phát hành nhiều cổ phiếu ra bên ngoài hay không thì thông thường lợi dụng những lúc thị trường chứng khoán tốt thì các doanh nghiệp đua nhau phát hành cổ phiếu để thu vốn về hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì khi họ phát hành quá nhiều cổ phiếu như thế thì sẽ khiến cái lượng cung cổ phiếu ở trên thị trường rất cao. Mà khi cầu vào không đủ lớn thì sẽ khiến cho cái giá cổ phiếu có thể suy giảm rất mạnh. Bởi vậy cho nên nhà đầu tư cần hết sức tập trung vào bốn yếu tố trên. Nếu mà xác định là có dấu hiệu như vậy thì hãy tránh thị trường chứng khoán ra hoặc hãy giảm tỷ trọng thị trường chứng khoán để bảo toàn vốn của mình và đợi đến những cái giai đoạn định giá của thị trường chứng khoán thấp hơn trung bình nhiều này nhà đầu tư chán nản ít tham gia này lãi suất giảm này rồi các doanh nghiệp không phát hành được thêm vốn này thì lúc đó chúng ta hãy tham gia thị trường chứng khoán mạnh mẽ hơn để có được cái thành quả tốt vậy thì nếu mà đi vào các nhóm ngành ý thì chuyên gia có nhận định như thế nào về nhóm ngành uh, ngân hàng đi? Đây được gọi là nhóm cổ phiếu vua mà cái giai đoạn quý 2 vừa rồi thì lợi nhuận đã bắt đầu có cái dấu hiệu giảm tốc. Thì liệu còn cái dư địa nào để nhà đầu tư đầu tư vào cái nhóm ngành này không? Ở nhóm ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2023 lợi nhuận đâu đó giảm khoảng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2022. Uh, còn thị trường chung, thị trường chứng khoán của chúng ta thì lợi nhuận giảm đâu đó khoảng 10% điều đó cho thấy rằng là nhóm ngành ngân hàng đã giảm ít hơn so với thị trường chung khá nhiều. Từ đó có thể đánh giá là nhóm này là đang gọi là outperform tức là đang hiệu quả hơn trong cái nền kinh tế của chúng ta. À, và khi kinh tế trở lại tốt, thì tôi đánh giá rằng là nhóm ngành ngân hàng sẽ có cái kết quả tăng trưởng mạnh. Và iZFIN cũng dự báo rằng vào quý 4 năm 2023, lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng thậm chí có thể tăng trưởng 20 đến 30% so với cùng kỳ năm 2022 và đánh dấu một cái dấu mốc kết quả kinh doanh của nhóm này trở lại ở Việt Nam thì nhóm ngành ngân hàng là một cái nhóm vua như Thảo chia sẻ bởi vì cái tỷ trọng vốn hóa thị trường chứng khoán của nhóm ngành ngân hàng chiếm khoảng độ 35% tức là chiếm hơn 1 phần 3 thị trường yếu tố thứ hai đó là nhóm ngành ngân hàng hiện nay đóng góp lợi nhuận tới 70% thị trường chứng khoán tức là thị trường chứng khoán có 10 đồng lợi nhuận thì 7 đồng đến từ cái nhóm ngân hàng này Điều này cho thấy rằng cái nhóm này đang hoạt động hiệu quả vượt trội so với các nhóm ngành khác. Bởi vậy cho nên nhà đầu tư là cũng không thể bỏ qua cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy vậy thì tôi cũng xin trao đổi là nhà đầu tư cũng chỉ nên phân bổ cái tỷ trọng khoảng độ 40% danh mục cho cái nhóm ngân hàng thôi thì đúng phù hợp với cái tỷ trọng đóng góp vào cái chỉ số VN Index của thị trường chứng khoán. À, vậy còn nhóm bất động sản thì sao? Đây là nhóm tập trung rất là nhiều cổ phiếu đầu cơ vâng về cái nhóm bất động sản thì nếu xét về một cái chu kỳ dài hạn thì nền kinh tế Việt Nam vẫn đang phát triển rất mạnh tỷ lệ đô thị hóa của chúng ta mới khoảng độ 37% và cái tốc độ đô thị hóa của chúng ta còn rất lớn từ đó cái nhu cầu nhà ở rồi là cái khả năng phát triển của các công ty bất động sản đánh giá còn rất là cao do đó về lâu dài thì nhóm bất động sản vẫn là một cái nhóm tăng trưởng và phát triển mạnh tuy nhiên trong ngắn hạn thì nhóm bất động sản lại có cái tính đầu cơ rất cao bởi những cái cổ phiếu mà thường có các cái đội gọi là lái những cái đội gọi là tạo lập thị trường đánh lên sóng lên sóng xuống rất mạnh thì những nhóm này thì tôi cho rằng là chỉ phù hợp đối với những nhà đầu tư rất có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu thị trường bám bảng điện tử và họ hiểu về tâm lý đám đông thì mới nên tham gia còn đối với những nhà đầu tư thông thường chưa có quá nhiều kinh nghiệm kiến thức kỹ năng thì không nên tham gia nhóm này bởi vì rủi ro rất là cao đối với nhóm này. Trong những cái tháng cuối năm nay thôi thì những nhóm ngành nào sẽ là những cái nhóm ngành tốt để nhà đầu tư gọi là quan tâm hơn. Đối với nửa cuối năm 2023 hay nhìn dài hơn đến năm 2024 thì tôi đánh giá rất cao những cái nhóm ngành có cái kết quả kinh doanh có thể phục hồi và tăng trưởng mạnh thì trong đó có một số nhóm ngành đáng chú ý mà nhà đầu tư có thể tham khảo. Đó là thứ nhất là nhóm ngành ngân hàng thì với cái việc tăng trưởng tín dụng kỳ vọng rằng 6 tháng cuối năm 2023 sẽ tăng trưởng rất là mạnh thì nhóm này sẽ có cái kết quả sẽ hồi phục tốt vào cuối 2023 bên cạnh đó thì cái giá vốn huy động của nhóm ngành ngân hàng cũng đang giảm rất mạnh từ đó khiến cho giá vốn của các cái ngân hàng cũng giảm thấp và một cái yếu tố rất quan trọng đối với nhóm ngành ngân hàng là nhóm này đã chuẩn bị vốn về cơ bản là đủ đáp ứng các cái tiêu chuẩn 3 gel 2, 3 gel 3 cũng như các cái tiêu chuẩn rất khắt khe của ngân hàng nhà nước và từ 2023 thì họ đã được trả cổ tức tiền mặt khá cao thì nhóm này có thể đầu tư không những 2023 2024 mà lâu dài để có thể hưởng cổ tức bền vững cái nhóm thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là nhóm dược phẩm thì nhóm dược phẩm thì sau nhiều năm được các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia thì hiện nay họ đã mở rộng sản xuất kinh doanh tốt xây được lợi thế cạnh tranh và từ đó có kết quả kinh doanh tăng trưởng rất là sáng sủa trong 6 tháng đầu năm cũng như là cuối năm 2023 và thậm chí có thể kéo dài trong nhiều năm nữa bởi cái xu hướng về uh, bảo vệ sức khỏe, quan tâm sức khỏe nhiều hơn của người Việt thì đang tăng rất mạnh. Và nhóm thứ ba nhà đầu tư cần quan tâm đó chính là nhóm bán lẻ. Thì nhóm bán lẻ là một cái nhóm sẽ tăng trưởng gấp đôi so với tăng trưởng GDP. Trong khi GDP ở Việt Nam hiện nay là tăng trưởng cao. Bởi vậy cho nên nhóm bán lẻ sẽ là một nhóm được hưởng lợi lớn không những trong 1 2 năm tới mà thậm chí trong 10 năm tới bên cạnh đó thì với cái triển vọng ngắn hạn uh, cuối năm hoặc là đến đầu năm 2024 thì nhóm chứng khoán cũng có thể là một cái nhóm tạo nên nhiều cái sự bất ngờ bởi vì thanh khoản thị trường chứng khoán hiện nay đang rất cao và uh, rất có thể cuối 2023 đến 2024 thanh khoản có thể vượt kỷ lục năm 2021 từ đó mang lại khá nhiều các cái uh, lãi từ cho vay margin lãi từ phí giao dịch cho các công ty chứng khoán Bên cạnh đó thì việc dự báo thị trường chứng khoán tích cực cũng có thể mang lại cái lợi nhuận cho danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán tốt. Từ đó thì thúc đẩy giá cổ phiếu chứng khoán có thể tiếp tục tăng. Tuy vậy tôi cần phải đặc biệt lưu ý đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán đó là tính chất đầu cơ rất cao. Thành ra khi thị trường chứng khoán mà đảo ngược chẳng hạn thì nhóm này thậm chí có thể giảm 60 70% giá cổ phiếu. Bởi vậy cho nên nó chỉ phù hợp với ngắn hạn. Thì trên đây là bốn nhóm ngành thì tôi muốn chia sẻ đến nhà đầu tư. Vậy thì bây giờ nếu có bốn cái kênh đầu tư như là vàng, lại tiết kiệm, bất động sản và chứng khoán thì chuyên gia đưa ra cái lời khuyên phân bổ tỷ trọng như thế nào? Về cơ bản thì mỗi một cái kênh tài sản thì lại có những cái lợi thế riêng. Thế do đó là chúng tôi thì lựa chọn cả bốn. Tuy nhiên tỷ trọng thì sẽ khác nhau. Ví dụ như là kênh vàng chẳng hạn thì đây là một cái kênh kém sinh lời nhất. Kể cả kém hơn cả gửi tiết kiệm cả nhưng mà vàng lại có những cái vai trò rất quan trọng của nó trong những cái giai đoạn à, ví dụ như bất ổn kinh tế chính trị vân vân chẳng hạn thì lúc ấy tiền thì cũng là giấy chẳng hạn hay là bất động sản thì cũng không uh, cũng mất giá rất mạnh hay chứng khoán thì cũng không còn gì thì vàng lúc đó là một cái tài sản rất có giá trị và có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào thế do đó là vẫn nên phân bổ vào vàng một chút thì với uh, tùy vào cái quy mô tài sản cũng như khẩu vị mỗi nhà đầu tư mà phân bổ khác nhau Ví dụ như là tôi thì tôi phân bổ khoảng độ 3 đến 5% cho vàng chẳng hạn. Bên cạnh đó thì kênh gửi tiết kiệm cũng là một cái kênh mà ở Việt Nam là hấp dẫn đấy. Bởi vì là cái lạm phát khoảng 2 đến 3% mà gửi tiết kiệm được khoảng 7% tức là chúng ta vẫn có lãi thực dương. Ngoài ra cái vai trò của kênh gửi tiết kiệm lại không phải là sinh lời. Mà vai trò của kênh gửi tiết kiệm là có một cái dòng tiền thanh khoản để giúp chúng ta đáp ứng những cái uh, biến cố bất ngờ này những cái nhu cầu gọi là thường nhật này thì đó gọi là cái quỹ dự phòng tài chính. Thì tôi thường để ở đó là khoảng độ 3 đến 4 tháng chi tiêu của mình thì đó là kênh gửi tiết kiệm. Còn lại thì hai kênh tôi phân bổ nhiều nhất, đó là cho kênh bất động sản và kênh chứng khoán. Thì cái việc phân bổ vào bất động sản hay chứng khoán nhiều hơn lại phụ thuộc vào năng lực cũng như là chuyên môn của chúng ta về các kênh đó. Thì với riêng cá nhân bản thân tôi thì tôi thiên về cổ phiếu nhiều hơn thì do đó là tôi cũng phân bổ nhiều tỷ trọng hơn vào cổ phiếu và ít hơn một chút đối với bất động sản ngược lại đối với đa phần các nhà đầu tư nếu không thạo về thị trường chứng khoán mà họ lại tin vào bất động sản hơn thì họ nên phân bổ vào bất động sản nhiều hơn so với phân bổ vào chứng khoán đấy à, Xin cảm ơn chuyên gia Cảm ơn chuyên gia Đặng Trần Phục vì đã góp mặt trong số chat từ đây ngày hôm nay của Dân Chí. Hy vọng là qua những chia sẻ của chuyên gia thì độc giả sẽ có một cái lựa chọn đầu tư phù hợp từ đây đến những tháng cuối năm để làm sao mà mức sinh lời của mình tốt nhất. Và hy vọng thì nhà đầu tư có thể kiểm soát được cái lòng tham khi đầu tư như là chuyên gia đã vừa chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và chúc quý vị khán giả có được những cái kiến thức hữu ích trong cái quá trình ra quyết định đầu tư của mình và chúc quý vị luôn mạnh khỏe và đầu tư thành công